ngựa có bộ não, nhớ lâu, thù dai. Không chỉ hiểu được lời nói, ngựa còn có khả năng nhớ rất lâu. Nếu một con ngựa được chăm sóc và đối xử tốt, nó sẽ nhớ người chăm sóc cho đến lúc chết. Đặc biệt, con ngựa sẽ ngay lập tức nhớ ra người đã chăm sóc nếu nhìn thấy họ, dù không được gặp trong thời gian dài. Chúng cũng có thể nhớ được các địa điểm khá tốt. Ngựa cảnh sát được sử dụng từ thế kỷ 17 và đội cảnh sát ngồi trên ngựa đầu tiên được thành lập vào năm 1805 ở London, Anh. Trong nhiều năm, đội này đã được chứng minh là hoạt động có hiệu quả. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu về trí thông minh và trí nhớ của loài ngựa. Ngựa có thị lực khá tốt nhờ vào đôi mắt có cấu tạo đặc biệt. Đôi mắt ngựa có đường kính khoảng 5cm, lớn nhất trong các loài động vật có vú sống trên cạn. Mắt chúng cũng nặng hơn gấp 9 lần so với mắt người, mắt tinh thấy rõ ban ngày cũng như ban đêm. Ngựa là động vật ăn cỏ không nhai là do dạ dày của nó không có nhiều ngăn như những gia súc khác. Điều đặc biệt, ngựa không biết nôn mửa nên khi ngộ độc có thể chết dễ dàng. Thói quen ngủ của ngựa khác xa so với động vật khác, kể cả con người. Loài ngựa thường nghỉ ngơi ở tư thế đứng, trọng lượng dồn lên hai chân trước và một chân sau, chân còn lại sẽ thư giãn. Ngựa Ả Rập được biết đến lần đầu tiên từ cách đây ít nhất 4.500 năm và được coi là một trong những giống ngựa lâu đời nhất trên thế giới. Chúng được coi là giống ngựa có vẻ đẹp mạnh mẽ và oai phong nhất. Giống ngựa này có thể chạy liền mạch 160 km mà không cần nghỉ. Việc nuôi ngựa đang dần trở thành một hoạt động kinh doanh lớn ở nhiều nước trên thế giới. Riêng ở Mỹ, khoảng 4,6 triệu người đang làm các công việc kinh doanh có liên quan đến ngựa với số lượng ngựa lên đến 9 triệu con. Ngành công nghiệp ngựa ở quốc gia này ước tính đạt 39 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.